Chúng ta đã được tìm hiểu về những trận động đất nứt toác ở đường phố, những trận mưa như chút nước và cả vòi rồng lửa trong phim. Như đã hứa, ở phần 2 của series các thảm họa thiên nhiên lên phim như thế nào sẽ là những tình huống nặng đô hơn. Xin chào, đây là Ghiền Cine. The Impossible năm 2012 tái hiện lại trận sóng thần khủng khiếp ở Ấn Độ Dương năm 2004. Cảnh những con sóng thần cuốn bay mọi thứ trên bờ diễn ra trong 10 phút đã tiêu tốn hàng triệu gallon nước biển thật. Nó được nhuộm sẫm đi bằng phẩm màu để trông bẩn hơn. Hai diễn viên Naomi Watts và Tom Holland thực hiện cảnh quay này chủ yếu ở Tây Ban Nha trong một bể chứa nước biển dài hơn 120 mét, bể chứa lớn nhất châu Âu và thứ hai trên thế giới. Để trôi nổi dưới nước, các diễn viên được ngồi trong một cái rổ chìm dưới nước, gá vào dây và kéo bằng dây cáp. Hệ thống này giúp đoàn phim kiểm soát tốc độ trôi của diễn viên. Cảnh cơn sóng ập vào khu resort, đánh bật cây cối và mọi thứ tất nhiên không thể quay lại được ở Thái Lan, nơi xảy ra trận sóng thần ngoài đời. Ekip đã dựng nên một mô hình của khu resort cũ đó với tỷ lệ 1:3. Trải qua nhiều lần thử nghiệm làm sóng, họ đã tạo nên những cơn sóng hung bạo nhất, sử dụng 1.000 gallon nước với sức đẩy bằng 8 chiếc xe công thức 1 cộng lại. Và đây là thành quả. Mad Max quá đỗi ấn tượng về mọi mặt và cơn bão cát kinh hoàng này là một điểm nhấn, cuốn những chiếc xe lên cao và xé toạc chúng. Họ quay riêng các cảnh đua xe trước trên sa mạc ở Namibia, mọi chuyển động, góc quay, cháy nổ phải tính chuẩn khớp để những chiếc xe như bị ảnh hưởng bởi cơn bão thực sự. Sau đó những cảnh quay này sẽ được ghép với đồ họa cơn bão sa mạc, trong đó những tia chớp và phản chiếu ánh sáng được tính toán kỹ lưỡng. Trong cảnh này, để làm cho chiếc xe trông như đang phóng với tốc độ siêu nhanh phi vào cơn bão, nhóm đồ họa đã sử dụng một phương pháp đặc biệt. Họ đã thay thế mặt đất bằng rất nhiều lớp và đám bụi kỹ thuật số để người xem chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy những chiếc xe. Mỗi cảnh này được thêm vào tổng cộng 7 lớp bụi lớn nhỏ ở nhiều tầng và vị trí khác nhau. Kết quả là mãn nhãn. Pompeii là bộ phim dựa trên thảm họa có thật trong lịch sử. Các nhà làm phim đã phải xây dựng cả một thị trấn cổ giống như thật, chỉ để phá. Những gì chúng ta biết về thảm họa Pompeii chỉ dựa trên các giả thuyết khoa học, các ghi chép viết tay và những gì còn lại trong đống đổ nát. Ekip của đạo diễn Paul Anderson đã mất tới 6 năm để nghiên cứu và vác thảo ra thành phố với nhiều công đoạn khác nhau. Đội hiệu ứng hình ảnh cũng phải nhân các tòa nhà lên để tạo thêm nhiều lớp lang, 100 tòa nhà khác nhau và hơn 200 đồ vật khác được tạo ra bằng đồ họa máy tính. Núi lửa Vesuvius phun trào, nó cũng khơi mào cho một trận đại hồng thủy gần như cuốn phăng cả thành phố. Ở cảnh này, ekip thực hiện 500 người bên trong set, sau đó dùng đồ họa nhân họ lên. Cảnh người dân chạy tán loạn bên trong đấu trường thì sử dụng những thước phim motion capture được quay trước đó rồi gắn vào. Như thật phải không? Kết hợp khéo léo giữa cảnh thật và kỹ thuật số là điều quan trọng nhất. Và đó là series tìm hiểu về những thảm họa thiên nhiên khi lên phim sẽ như thế nào. Ghiền Cine tuần này xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!